con thân mến, và sân khấu chúng ta đang đến với câu chuyện là Việt Nam. Nghệ sĩ Quốc Tuấn đang dùng miệng của mình để cắn quả bóng điện, và nói đến quả bóng điện này có lẽ rằng không xa lạ gì với mỗi gia đình người dân Việt Nam chúng ta, bởi vì nó là một công cụ thắp sáng hàng ngày, hàng đêm. Và với quả bóng điện này, vừa rồi Quốc Tuấn đã cắn vỡ quả bóng này, và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của nghệ sĩ Quốc Tuấn là anh sẽ đưa quả bóng điện này từ từ vào miệng của mình và nhai một cách ngon lành. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho kỷ lục gia duy nhất Việt Nam Quốc Tuấn biểu diễn tốt tiếp tục này. 1, 2, 3, quý vị vỗ tay thật lớn lên nào. Chúng ta đang thấy rằng nghệ sĩ Quốc Tuấn đang nhai ngấu nghiến quả bóng đèn điện này. Đời con